Sau khi giải nghệ, Nguyễn Thị Muôn bước vào công tác huấn luyện cho đội U16 nữ Hà Nội trong vai trò của một trợ lý. Dù chưa có nhiều đóng góp về mặt chiến thuật, nhưng cô luôn là người gần gũi nhất với các cầu thủ trẻ. Thì nhiệm vụ của bọn em ngoài chuyên môn ra thì em có phải quản lý cả sinh hoạt của các cháu ạ. Là một thành viên chủ chốt của đội bóng đá nữ Hà Nội trong thời kỳ đỉnh cao, Nguyễn Thị Muôn có nhiều thành công nhưng cũng lắm thăng trầm khi gặp những chấn thương rất nặng. Nhưng bù lại, cô là một trong số ít nữ cầu thủ có sự ủng hộ của gia đình. Và hơn nữa là khi kết thúc sự nghiệp thì có một công việc ổn định. Câu chuyện của Muôn đủ sức thuyết phục các bậc phụ huynh còn đắn đo trong việc cho con gái đi học bóng đá. Trong gần tuyển quân đứng đây thì em có phải về gia đình của một số cháu ạ. Cái vấn đề nan giải nhất đấy là nghĩ con mình sẽ lên đây không được học hành đến nơi đến chốn. Nhưng bọn em qua đấy là bọn em lấy từ thực tế là từ em. Thí dụ như em lên đây em được từ học văn hóa gửi ở các trường, bọn em không bị là học bổ túc hay gì cả, bọn em học hệ toàn hệ chính quy. Sau khi học xong cấp 3 rồi, được nhiều thành tích rồi thì em đã được tuyển thẳng đại học luôn. Và sau đại học ra thì em được phân công công tác về đây làm nhiệm vụ, là em cũng đã được biên chế ở Sở Hà Nội. Đội 1 của bóng đá nữ Hà Nội đã 6 năm rồi chưa vô địch quốc gia. Nhưng đội U16 mà Nguyễn Thị Muôn đang làm trợ lý thì đã vô địch giải U16 toàn quốc 4 năm liên tiếp. Bóng đá trẻ Hà Nội đang có một lứa cầu thủ tốt và hy vọng rằng với những kinh nghiệm từ thành công của mình, Nguyễn Thị Muôn sẽ giúp các học trò nhanh chóng trưởng thành.